ra tôi đây vốn là bạn chiến đấu ở quân chủng hải quân. Là câu chuyện kể về một gia đình có truyền thống 4 thế hệ tiếp nối là bộ đội hải quân, trường sa bến bờ trong nhau, dùng âm nhạc và những tình tiết cảm động để kết nối, lan tỏa, nhấn mạnh thông điệp ca ngợi người chiến sĩ Hải quân Việt Nam với tình yêu, niềm tự hào sâu sắc khi được khoác lên mình bộ quân phục bảo vệ biên cương, lãnh hải của Tổ quốc. Dự án nghệ thuật này được Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Quân chủng Hải quân và Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long ấp ủ thực hiện trong suốt gần 2 năm, với trọng tâm là một tháng ghi hình liên tục tại bán đảo Cam Ranh, vùng 4 Hải quân, quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Cái nắng, cái gió của những người thực hiện ấy rất là bỏng rát. Nhưng mà thực ra thì đấy cũng là một cái sự may mắn. Thứ nhất là may mắn về mặt hình ảnh. Tuy nhiên thì so với những cái nhiệm vụ khi mà các chiến sĩ thực hiện thì có lẽ là cái nắng, cái gió của đoàn chúng tôi chưa thấm vào đâu. Bằng tất cả tình yêu từ đam mê về biển đảo chắc chắn sẽ lan tỏa rất là mạnh mẽ. Cá nhân tôi nghĩ tất cả mọi người cũng vậy thôi. Khi nhìn những hình ảnh như này, những bài hát thế này, chúng ta sẽ yêu Tổ quốc nhiều hơn. Có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Cường, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa, diễn viên Bình An, Tiến Lộc, Thạch Huyền, cùng ekip sáng tạo là các nhạc sĩ hòa âm phối khí, đạo diễn hàng đầu Việt Nam hiện nay, Trần Mạnh Hùng, Đỗ Bảo, Minh Đạo. Phần âm nhạc và hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng là điểm nhấn trong phim khi lần đầu tiên một dàn nhạc giao hưởng gồm 60 nghệ sĩ đã biểu diễn trong ánh bình minh trên boong tàu Ít Kiêu với sự hỗ trợ của trực thăng, tàu hộ vệ tên lửa, thể hiện hình ảnh người lính và lực lượng hải quân trong thời đại mới, sáng tạo, tinh nhuệ và hiện đại. Bên cạnh cái sự hy sinh của người lính đảo thì còn có hậu phương. Nếu hậu phương có vững chắc thì người lính mới yên tâm cầm súng bảo vệ biển đảo cho Tổ quốc. Và đồng thời Trường Sa bến bờ trong nhau, nghĩa là Trường Sa, Hoàng Sa luôn luôn ở trong trái tim người Việt Nam. Một người vợ trước tiên này, xong đến một người mẹ này và một người bà của các chiến sĩ, gia đình nối tiếp nhau, cùng nhau bảo vệ biển đảo của Tổ quốc quê hương. Thông điệp lớn nhất mà bộ phim cũng như là Bình An muốn gửi tới khán giả đó chính là Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Chính thức lên sóng VTV1 vào 14 giờ 10 phút ngày 4 tháng 8 năm 2024. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc và thông điệp ý nghĩa tới khán giả.